Công điện yêu cầu các đơn vị và địa phương tăng cường hơn nữa trong tuyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Chú ý khuyến cáo mọi người thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế theo quy định. Khi có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở, viêm phổi, phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời.